Chúng ta sẽ cùng bắt đầu bản tin nhịp đập thể thao sáng ngày hôm nay với những chuyển động cập nhật của bóng đá quốc tế. Thưa quý vị, tâm điểm sự chú ý của loạt trận diễn ra vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam tại UEFA Champions League là trận đấu giữa Manchester City và Inter Milan. Cả hai đội đã tạo ra một màn so tài kịch tính trên sân vận động Etihad. Thế nhưng chỉ có thiếu một điều thôi, và có lẽ cũng là điều mà người hâm mộ chờ đợi nhất, đó là bàn thắng. Cả Manchester City và Inter Milan đều ra sân với đội hình mạnh nhất. Đội chủ nhà Manchester City tấn công chủ động, còn đội khách Inter Milan cũng có nhiều tình huống phản công ấn tượng. Đáng tiếc là những tiền đạo của hai đội đều tỏ ra quá phung phí. Trong hiệp 1, mỗi đội đều có tới 10 pha dứt điểm nhưng phần lớn đều không đi trúng đích. Ngay cả khi tốc độ trận đấu được Manchester City đẩy cao hơn trong hiệp 2 thì họ cũng không thể tìm được bàn thắng. Và 90 phút trên sân Etihad kết thúc với tỷ số hòa không đều. Một kết quả tương tự cũng suýt chút nữa đã xuất hiện ở trận đấu giữa Paris Saint-Germain và Girona. Nhà đương kim vô địch nước Pháp tỏ ra hoàn toàn áp đảo trước đối thủ mới lần đầu dự Champions League. Tuy nhiên, dù có thời lượng kiểm soát bóng lên tới gần 70% thì đội chủ nhà vẫn tấn công rất bế tắc. Phải chờ tới phút 90, một sai lầm của thủ thành Gazaniga mới giúp Paris Saint-Germain có được bàn thắng ấn định tỷ số 1-0. Ở lượt trận tiếp theo, thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique sẽ làm khách đến sân của Arsenal. Câu lạc bộ Bologna đã có thành tích ấn tượng tại giải vô địch quốc gia Italia mùa giải trước, và thành quả chính là tấm vé tham dự Champions League mùa này. Chắc hẳn là đội bóng này sẽ muốn có một khởi đầu suôn sẻ trong trận đấu đầu tiên mà họ lên chơi tại Cúp châu Âu sau 59 năm chờ đợi. Thế nhưng đáng tiếc là trong màn so tài với Shakhtar Donetsk thì câu lạc bộ này đã không thể giành được chiến thắng. Đội khách là những người có được cơ hội mở tỷ số ngay phút thứ tư, nhưng trên chấm 11m, Oleksandr Sudakov không thể thắng được thủ môn Lukasz Koroski. Trời mưa khiến hai đội buộc phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu. Thay vì những pha bóng ngắn và đột phá thì ưu tiên cho những cú dứt điểm gọn gàng. Bologna là đội có nhiều cơ hội hơn, sút trúng khung thành đối thủ tới 6 lần. Nhưng các tiền đạo của họ thiếu đi sự sát bén cần thiết. Trận đấu trên sân Renato Dallara khen lại với kết quả hòa không đều. Trong khi đó, Dortmund lại có một trận đấu giành chiến thắng cách biệt ngay trên sân Jan Breydel của Club Brugge. Bước ngoặt của màn so tài này đến từ khi huấn luyện viên Nuri Sahin đưa Jamie Bino Gittens vào sân thay Marcel Sabitzer ở phút 68. Tiền vệ trẻ người Anh ghi hai bàn ở các phút 76 và 86 trước khi Sehu Girassi ấn định chiến thắng 3-0 cho đội Á quân Champions League với một cú Panenka trên chấm 11m ở phút 90+5. Trận đấu thứ hai trong mùa áo của Dortmund. Sau rất nhiều chờ đợi, UEFA Champions League mùa giải mới đã chính thức khởi tranh. Hai đại diện tới từ Anh là Liverpool và Aston Villa đều có được kết quả thuận lợi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng xem báo chí quốc tế phản ứng như thế nào về kết quả này. Trang chủ của Liverpool có bài Liverpool khởi đầu chiến dịch Champions League bằng chiến thắng tại Milan. Việc áp dụng một chiến thuật hợp lý đã giúp Liverpool giành chiến thắng ngay trong trận ra quân trước AC Milan tại Champions League. Liverpool đã lội ngược dòng để giành chiến thắng 3-1 tại San Siro nhờ các bàn thắng trong hiệp 1 của bộ đôi trung vệ Konate và Van Dijk cùng bàn thắng trong hiệp 2 của Szoboszlai, giúp đội bóng của Ancelotti trở lại con đường chiến thắng một cách thuyết phục. Đây là phản ứng rất cần thiết sau trận thua 0-1 trước Nottingham Forest tại giải Ngoại hạng Anh vào thứ Bảy, nơi Liverpool dường như chỉ còn là cái bóng của chính mình. Một thứ vũ khí hữu hiệu của Liverpool ở trận này là sự hiện diện trên không của họ từ những pha bóng cố định, đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng 3-1 trước AC Milan. Trong khi đó, phân tích về trận thắng 3-0 của Aston Villa trước Young Boys, trang tin tức của Aston Villa có bài Amadou Onana đã cho thấy tác động mà Unai Emery tạo ra tại Aston Villa. Amadou Onana, người chuyển đến từ Everton với giá 50 triệu bảng, đã nhanh chóng tạo thành cặp đôi ăn ý với Tielemans. Bộ đôi năng động này đã ra sân trong mọi trận đấu mùa này, bao gồm chiến thắng 3-0 của Aston Villa trước Young Boys tại Champions League. Thưa quý vị, vòng đấu mở màn giải vô địch quốc gia LPBank V-League 2024-2025 đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính và nhiều bất ngờ. Bất ngờ xảy ra ở vòng đấu này một phần là do những đội bóng bị đánh giá thấp hơn chơi tốt, một phần là do những ứng cử viên cho chức vô địch chưa thể hiện được sức mạnh tại vòng đấu này. Ở những vòng đấu tiếp theo, rất có thể những đội bóng mạnh sẽ nóng máy để có thể gửi tới những hình ảnh rõ ràng hơn về cuộc đua vô địch tại giải đấu năm nay. Thép xanh Nam Định là ứng viên vô địch hứng chịu kết quả bất ngờ nhất ở vòng 1. Nhà đương kim vô địch với lực lượng hùng hậu đã phải rời sân Hà Tĩnh mà không giành nổi dù chỉ một điểm. Việc thiếu vắng Rafenson do chưa hoàn thành thủ tục nhập tịch, cộng với việc các ngoại binh mới Empane và Cesar vẫn chưa tìm được sự ăn ý cùng các đồng đội là những nguyên nhân chính dẫn đến sự bế tắc của đội bóng từng không có đối thủ ở mùa trước. Khi các tân binh hòa nhập tốt hơn và Rafenson được thi đấu, Thép xanh Nam Định được kỳ vọng sẽ trở lại với hình ảnh hùng mạnh trong những vòng đấu sắp tới. Bổ sung tới 11 tân binh ở mùa giải này, trong đó có không ít những bản hợp đồng rất chất lượng. Công An Hà Nội không khác gì một giải ngân hà của LPBank V-League. Thế nhưng, đội hình toàn sao ấy đã đánh rơi chiến thắng ở những giây bù giờ cuối cùng trong chuyến làm khách tại Lạch Tray. Thất vọng với một điểm, huấn luyện viên Mano Polking hiểu rằng mình còn nhiều việc phải làm để Công An Hà Nội có thể trở lại đúng với hình ảnh của ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Tôi rất thất vọng ở trận đấu này. Chúng tôi đã để tuột mất 3 điểm ở thời khắc cuối cùng của trận đấu. Trận này, chúng tôi đã chơi tốt hơn đối thủ, nhưng lại không thể tận dụng tốt những cơ hội và không kiểm soát tốt ở những thời điểm cuối trận. Chúng tôi không thể vô địch nếu vẫn mắc những sai lầm như thế này. Ngay cả một ứng viên vô địch như câu lạc bộ Hà Nội, dù giành chiến thắng nhưng vẫn cho thấy những vấn đề cần cải thiện. Các ngoại binh thi đấu nhạt nhòa, đội chủ nhà vẫn phải nhờ tới khoảnh khắc xuất thần của người đội trưởng đã 33 tuổi Nguyễn Văn Quyết để phá vỡ thế bế tắc và giành về 3 điểm quý giá trong ngày ra quân. Tôi chưa đánh giá cao các cầu thủ ngoại, không chỉ các cầu thủ ngoại của Hà Nội đâu. Tôi đánh giá các cầu thủ ở bóng đá ngoại ở bóng đá Việt Nam, nhiều cầu thủ chưa đảm bảo chất lượng để nâng tầm bóng đá Việt Nam. Thì tôi mong rằng là các đội bóng sẽ bổ sung những ngoại binh tốt để chúng tôi là những cầu thủ lội, những em trẻ sẽ học hỏi làm sao cho đội bóng tốt hơn, giải đấu tốt hơn và đội tuyển quốc gia sẽ mạnh hơn. Ở vòng 2, câu lạc bộ Hà Nội sẽ có trận derby thủ đô với Thể Công Viettel trên sân Mỹ Đình. Cặp đấu tâm điểm này sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5. Thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua, câu lạc bộ Thép xanh Nam Định đã bước vào trận đấu ra quân của mình tại AFC Champions League 2 mùa giải 2024-2025, chạm trán đối thủ là câu lạc bộ Liman của Hồng Kông, Trung Quốc. Các học trò của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã phải trải qua một trận đấu rất vất vả. Thế nhưng thì khả năng tận dụng tốt những cơ hội đã giúp cho đại diện của V-League ra quân thuận lợi. Ở tại đấu trường FC. Với việc giải đấu không giới hạn số lượng ngoại binh, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt trận này đã đưa ra sân đội hình mạnh nhất ông đang có với 7 trên 11 cái tên là cầu thủ ngoại. Thép xanh Nam Định gặp không ít khó khăn trong khoảng thời gian đầu trận khi đội chủ nhà nhập cuộc với tốc độ cao với mục tiêu tấn công phủ đầu. Nhưng những áp lực này không thể duy trì quá lâu. Đội khách dần lấy lại thế trận để rồi lần lượt Văn Toàn hay Lucas Silva có cho mình những cơ hội mở tỷ số. Đến phút 27, điều người hâm mộ chờ đợi là bàn thắng cuối cùng cũng tới. Thủ môn Chan Kaho đã chơi tập trung ở tình huống dứt điểm đầu tiên của Lucas Silva. Thế nhưng đến tình huống kết thúc sau đó của Rafenson, anh đã không thể làm gì hơn. Sau bàn thua, câu lạc bộ Liman tạo ra những áp lực rất lớn về khung thành của Nguyên Mạnh. Nhưng đó cũng là lúc lối chơi phòng ngự phản công của đội khách phát huy hiệu quả với bàn thắng ấn định thắng lợi 2-0 cho Thép xanh Nam Định trong hiệp 2 của Lucas Silva. Thưa quý vị, vào thời điểm này thì cả nước đang hướng về miền Bắc, nơi đang phải chịu rất nhiều những hậu quả của thiên tai bão lũ. Và trong thời điểm hiện tại thì câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hội Cổ động viên cũng đã có những hành động rất thiết thực. Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có hoạt động quyên góp đầy thiết thực để hướng về đồng bào bị lũ lụt. Chút quà nhỏ nhưng chứa đựng nhiều tình cảm của ban huấn luyện và các cầu thủ với mong ước bà con sớm ổn định lại cuộc sống. Cố gắng để cùng nhau khắc phục những gì mà cơn bão đã để lại, những gì mà cái thiên tai lũ lụt đã để lại đợt này. Hy vọng mọi người sẽ sớm vượt qua những cái khó khăn. Toàn bộ số tiền bán vé trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thép xanh Nam Định cũng được ủng hộ. Không chỉ có vậy, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn làm được nhiều hơn thế khi có chiến thắng trước nhà đương kim vô địch để tiếp thêm động lực cho bà con vùng lũ vượt qua khó khăn. Hội cổ động viên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng chung tay, của ít lòng nhiều, mỗi người cùng đóng góp từ tiền đến hiện vật để gửi tới những người đang gặp hoạn nạn. Hội cổ động viên bóng đá Hà Tĩnh và câu lạc bộ bóng đá đã kêu gọi mọi người của lòng yêu chung tay lại để góp một phần nhỏ bé cho miền Bắc xây dựng cứu trợ lúc cơn bão của bá, hậu quả của bá gây ra. Toàn bộ số tiền ủng hộ đã được gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Hà Tĩnh và đồng bào lũ lụt tại huyện Bình Nguyên, tỉnh Cao Bằng. Bây giờ xin mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật kết quả thi đấu của các vận động viên thể thao Việt Nam đang tranh tài tại các giải đấu quốc tế. Đầu tiên sẽ là thông tin của tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thủy Linh. Sau khi bảo vệ thành công chức vô địch ở nội dung đơn nữ giải cầu lông Việt Nam Open 2024, Thủy Linh lúc này đang có mặt tại Trung Quốc để tham dự giải cầu lông Trung Quốc mở rộng và cũng đã hoàn thành trận đấu đầu tiên của mình vào ngày hôm qua. Nguyễn Thủy Linh đã bước vào trận đấu tại vòng 1 giải Trung Quốc mở rộng, nằm trong hệ thống BWF Tour Super 1000 gặp tay vợt người Myanmar Thetsa Thuja. Thủy Linh chơi lấn lướt và giành chiến thắng cách biệt 21-10 ở set 1. Dù để đối thủ quân bình tỷ số 1 đều khi thua 18-21 ở set 2, nhưng tay vợt nữ số 1 Việt Nam đã kịp lấy lại sự tập trung và phong độ để vượt qua đối thủ 24-22 đầy ngoạn mục ở set 3. Thắng lợi trong cuộc 2-1 đưa Nguyễn Thủy Linh vào vòng 2, chạm trán tay vợt Aya Ohori, hạt giống số 7 của giải. Còn tại giải cờ vua Olympiad 2024, rạng sáng nay các kỳ thủ của Việt Nam đã bước vào các trận đấu của ván 7 trước đối thủ là Iran. Chúng ta đã phải nhận trận thua 1,5-2,5 trước đối thủ này. Trong đó Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh đã có được những kết quả hòa, còn Bành Gia Huy chịu thua trước đối thủ Puya Idani sau 37 nước. Trận thua này khiến cờ vua Việt Nam không còn duy trì được chuỗi bất bại từ đầu giải và rơi từ vị trí thứ 2 xuống thứ 11 trên bảng xếp hạng. Một hành trình mới lần đầu tiên xuất hiện trên VTV. Thử thách cùng cung đường chạy đẹp nhất ở một nơi đẹp nhất. Trải nghiệm cùng nắng, gió và âm nhạc trong sắc màu hoàng hôn trên biển. Một hành trình rực rỡ cho những ai đam mê môn chạy bộ tại Việt Nam trong tháng 10 này. Giải Marathon Quốc tế VTV Ngọc Kỳ Bành Kết Bà 2024.